Quý vị và các bạn đang theo dõi lắng nghe truyện ngắn Giá ai cho cháu một hào của tác giả Nguyễn Công Hoan qua giọng đọc Quỳnh Hoa. Người lính khố xanh bước lên toa, đứng lại, nhìn xem chỗ ghế nào rộng để ngồi, rồi dắt theo một thằng bé con lót chót đi đến. Cái xích sắt một đầu người ấy cầm, một đầu buộc vào cổ tay thằng bé nó võng xuống và đưa đi đưa lại, kêu sủng xoèng. Người lính ra dáng mệt nhọc, bỏ nón để lên đầu gối. Chật khăn khoảng vào cánh tay, tựa đầu vào thành toa, rồi đưa cả cái xích cho kẻ bị xích cầm. Tội nhân vo gọn dây sắt và thu tất cả vào bụng rồi phủ vạt áo lên trên cổ tay. Hành khách yên lặng nhìn, ghê tởm hoặc sợ hãi như nhìn một kẻ đại gian ác. Người ta còn ghê tởm và sợ hãi hơn nữa, vì thằng đại gian ác này lại bé nhỏ, mới độ 15-16 tuổi là cùng. Mặt nó già cất đen thủi và săn reo, làm cho hai con mắt nó trắng rã và khoằm khoằm như mắt vọ. Những thứ nó mặc nếu lấy tên sẵn của cổ nhân đặt ra mà gọi là quần và áo thì không đúng tí nào. Cái tre khoảng trên thì là một mảnh vải to cũ kỹ, vừa rộng vừa ngắn. Trước kia không rõ đã dùng để làm gì. Cái tre khoảng dưới thì bằng không biết có phải vải hay không, nhưng chắc chắn nó là di tích của một chiếc yếm đầm. Cả hai thứ đều rách bươm mà chỗ nào rách cũng to, nên phải nút díu lại với nhau hoặc buộc bằng lạt bởi vậy người ta có thể đếm trong mình nó từng cái mụn lở từng cái xương sườn xe lửa chạy được một ga bỗng một bà hỏi người lính thằng bé nó tội gì thế ông nó không có tội gì cả nhưng nó đi ăn mày nên bị giải về nguyên quán bấy giờ mọi người mới nhìn kẻ không gian ác bằng những con mắt thương hại bà ta cau mày hỏi Thế các ông không cho nó đi xin để kiếm ăn à? Người lính mỉm cười đáp. Nào phải tôi không cho nó đi kiếm ăn. Quan trên cắt tôi, giải nó đi. Thì tôi tuân lệnh, có thế thôi. Bà hành khách thấy câu nói có lý thì mỉm cười. Rồi ngắm nghĩa thằng bé. Ừ, nó không đuôi mù quẻ quạt mà cũng đi ăn mày trí lười quen xác. Người lính gật đầu đáp. Vâng, và nó làm cho tỉnh thành phố xá. Mất cá vẻ đẹp đi, bà ạ. Mọi người đưa mắt nhìn thân hình thằng bé và những mảnh sơ xác bọc nó, khiến nó cúi đầu ngượng nghịu. Rồi người đàn bà khuyên thằng bé. Về chỗ quê hương thì nên kiếm việc mà ăn mà làm, Tội gì ăn xin cho nó khổ hớ anh. Mà cái nghề đi ăn xin, nếu không có ai cho thì dễ sinh ra làm càn, đâm đi ăn cắp ăn trộm, rồi làm điều ác quen tay, có ngày thì ăn cướp, giết người, tù tội đấy anh ạ." À. Thằng bé con thở dài đáp. "Thưa bà bảo cũng phải, nhưng cháu chả biết được rồi ngày sau cháu thế nào cháu bị giải về nguyên quán lần này là lần thứ hai là lần thứ hai sao anh không chịu ở nhà lại dại dột lần mò đi như thế ở chỗ quê hương có họ hàng hàng xóm thỉnh thoảng người ta thương tình giúp đỡ chẳng hơn ra thiên hạ một thân một mình sao thưa bà cháu có muốn đi đâu nguyên thầy u cháu chết sớm để cháu lại cho cậu cháu nuôi ở trên lạng sơn kia thế quê anh ở đâu cháu quê ở làng đồng hải về tỉnh thái bình nhưng từ bé cháu chưa về làng bao giờ vì thầy u cháu lên làm ăn trên lạng sơn đến hai mươi năm nay thế cậu anh làm nghề gì cậu cháu làm ruộng nhưng nghèo lắm mà cũng mới chết mấy tháng nay bà ta chép miệng thương hại khốn nạn bởi thế anh mới phải lang thang vâng thưa bà thì cậu cháu lúc sống ruộng làm nhờ nhà ở nhờ thì hẳn lúc cậu cháu chết cháu bị đuổi đi sao anh không xin ở lại làm với người ta có nhưng ông ấy bảo còn bé chưa biết làm gì thì xin ở làm thằng nhỏ vậy thưa bà cháu có muốn đi ăn mày đâu cháu có tính lười biếng đâu cháu cũng biết kiếp ăn bám người ta thì chả chắc tí nào và lại nhục lắm nhưng cháu cố xin ông chủ việc gì ông ta cũng không dùng ông ta bảo có đủ người rồi cho nên cháu không được ở nhà ấy nữa sao ở tỉnh lạng thiếu gì người thiếu gì nhà anh không xin việc mà làm thưa có nhưng ai cũng che cháu gầy gò yêu đuối có người đã nuôi cháu hai hôm lại cho cháu ra ngay bảo rằng cháu không biết việc và nhất là vì cháu bơ vơ không có ai chắc chắn dẫn lại nên người ta không thể tin được bà hành khách thở dài thằng bé nói tiếp mà giá cháu có quần áo lành lặn Thì còn có người tin Chứ ăn mặc rách dưới thế này Ai cũng nghi là ăn cắp Cháu lang thang một ngày không có gì ăn Bất đặc dĩ Cháu mới phải ngửa tay đi xin đồng trinh Bát cháu Một lần may quá Cháu gặp một người bạn của cậu cháu khi trước Cháu kể tình cảnh với bác ấy Bác ấy thương tình Hẹn rằng hai hôm nữa Là phiên chợ kỳ lừa bác ấy ra tỉnh bán hàng bác ấy sẽ dắt việc cho mà làm ở nhà quen và nếu không được thì bác ấy cho vay tiền mà làm vốn ồ thế sao anh không theo về ngay nhà bác ấy làm thằng ở thằng nhỏ cho bác ấy có tiện không thằng khốn nạn mỉm cười đáp thưa bà bác ấy có sung sướng gì hơn cậu cháu đâu nghĩa là bác ấy cũng nghèo khổ như hạng cháu thôi tại bác ấy thương cháu nên mới tính như thế mà cái vốn của bác ấy gọi là cho cháu vay nó độ một vài hào là cùng bác ấy xui cháu mua đôi nồi hông mà gánh nước thuê hoặc sắm cái ấm và mấy cái bát mà đi bán nước vối vâng thưa bà có vốn thì khối cách kiếm ăn mà cháu quyết rằng nếu cháu có một hào vốn một hào vốn thôi thì cháu có thể no suốt đời được thật thế giá lúc ấy bác ấy cho cháu vay ngay một hào hay giá ai cho cháu một hào thì không bao giờ cháu chịu đi ăn mày đến nỗi lần trước phải bị bắt và giải về nguyên quán thế là vì đi ăn mày mới bị bắt đấy vâng chứ cháu có tội gì mà lần này cũng thế lần trước cũng được một ông quyền giải cháu đi từ lạng sơn về thái bình mất hai ngày bà ta nghĩ một lát rồi đáp ừ đường đất ấy đi hai ngày là phải người lính nói thêm hai ngày thì hấp tấp mệt nhọc quá các ông đi thế này nhà nước cho chi tiêu ra làm sao người lính vớt mái tóc ngồi thẳng lại đáp chúng tôi mỗi ngày được hai hào phụ cấp cái chuyến người lính đi đưa thằng này lần trước ấy thế là bốn ngày vì còn lượt về vị chi là tám hào bà ta gật đầu phải hai suất hành lý từ lạng đi thái và một suất từ thái về lạng nữa chứ mỗi suất một lượt bao nhiêu tiền hở ông người lính lắc đầu đáp tôi chưa đi đường lạng sơn bao giờ nhưng một người về đến thái mất tất cả độ chừng hai đồng trở lại người đàn bà ngạc nhiên trợn mắt nói thế ra những năm sáu đồng kia đấy à mà lại còn tiền ăn đường của thằng bé này nữa nhỉ thế tất cả là đi cho là 5 đồng tiền tàu, với lại 8 hào lính, với lại mỗi ngày tiền ăn của nó bao nhiêu hở ông? 6 hào. Bà ta lầm bẩm Là đi 5 đồng 8 với 3 hào 2, tất cả 6 đồng 1 hào 2. Thằng bé trố mắt ngẩn người ra để nghe, người lính lại tiếp. Rồi còn từ tỉnh về huyện, cũng một người lính nữa dạy nó chứ ồ phải lại hai hào một ngày nữa thằng bé con nói từ thái về huyện cháu có ô tô bốn hào một lượt thế hai vé đi một vé về mất đồng hai với hai hào với sáu hào là một đường năm hào sáu tất cả là bảy đồng sáu hào tám thế đến huyện rồi sao nữa hở ông người lính đáp cũng có lính giải nó về làng giao cho lý trưởng nhưng quãng này thì lý trưởng phải cung đốn cơm rượu cho lính thằng bé nói thưa bà người ta đưa cháu về làng giao cho ông lý nhưng ông lý khai rằng không biết cháu là đứa nào vì trong sổ làng không có tên cháu thế thì làm thế nào nhưng ông lý cũng cứ phải nhận cháu vì quan bắt thế. Ông ấy nuôi cơm cháu mấy hôm, ngay chừng xót ruột, nên lại đuổi cháu đi. Vì thế cháu lại phải lang thang lần nữa. Giá dạ, bấy giờ ai cấp cho cháu một hào vốn, thì cháu chẳng phải đi đến đâu. Cho nên cháu phải xin ăn hết nơi này đến nơi khác, bị nhục nhã đủ trăm chiều. Rồi được độ một tuần lễ, khi lạc đến một tỉnh mà cháu không biết là tỉnh gì, thì cháu lại bị bắt và bị đuổi về làng cháu như lần trước bà ta ái ngại rồi ông lý lại không nhận và phải nuôi báo cô anh thì ông ấy lại đuổi đi thằng bé thở dài không đáp người lính cau mặt thực nó làm tốn kém cho nhà nước mỗi bận thế này còn phải mất bao nhiêu giấy má vì nó nữa chứ nào bên tòa sứ, nào bên sở tuần, nào bên sở cẩm, nào rồi lại về huyện về làng, mà khi bắt được nó, vì trời nhiều chữ ký quá nên ít ra cũng phải nuôi nó một hôm rồi mới giải nó đi được." Người đàn bà nói. "Thế ra tính tròn thì lần trước nhà nước đã mất 8 đồng bạc về nó, lại còn lần này, rồi biết đâu còn những lần sau nữa." người lính gật đầu nhìn thằng bé đang nghĩ ngợi rồi đáp mà khi bắt được một đứa ăn mày nhà nước chỉ có phép giải nó về nguyên quán mà thôi bà hành khách lắc đầu bà thằng bé đấy anh coi anh nên kiếm việc mà làm không nên đi ăn mày nữa thà rằng anh đến tuổi mỗi năm đã đóng cho nhà nước hai đồng rưỡi thuế thân chứ hiện nay cứ mỗi bận anh đi giải thế này nhà nước phải tốn về anh bảy tám đồng bạc mà nhà nước có đường lợi lộc gì đâu thằng bé khốn nạn nghe chừng hiểu thấu bài tính và kinh ngạc về món tiền kia nên nó ngậm ngùi khâm phục câu khuyên bảo rất phải lẽ của người đàn bà tử tế nó đáp vâng thưa bà nhưng giá ai làm phúc cho cháu một hào một hào thôi thì đâu đến nỗi cháu phải đi ăn mày mà nhà nước cũng chẳng phải tốn kém như thế. Năm 1938, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi lắng nghe chuyện ngắn Giá ai cho cháu một hào của tác giả Nguyễn Công Hoan.